Chào các bạn, sau đây cô sẽ cùng với các bạn giải câu số 12 sau con vật lý lớp 12 trang 80 để bài hỏi như sau. Chọn câu đúng, đoạn mạch có RLC mắc nối tiếp có R 40 ohm, 1 trên omega C 30 ohm, omega L 30 ohm đặt vào hai đầu đoạn mạch, một điện áp U bằng 120 căn 2 cốt 100 mT. Biểu thức của dòng điện tức thời trong mạch là. Các bạn nhìn bốn đáp án. Ở đây chúng ta thấy bốn đáp án của chúng ta. Cô chỉ dạy phương pháp này đối với trắc nghiệm. Các em sẽ nhìn nhận sự khác biệt giữa chúng. Thì các bạn thấy là 3 căn 2 chắc chắn là sai rồi. Bởi vì giá trị tức thời của chúng ta thì chưa có thời gian chưa có thời điểm xác định. Vì vậy nó không thể bằng một giá trị này được. Nó sẽ là một biểu thức hàm sin và cos. Tiếp theo chúng ta có 3 đáp án A, C và D. Các bạn nhìn chúng khác. Ở đây độ lệch pha và khác giá trị y không. Như vậy thì các bạn có thể sử dụng dữ kiện để loại trừ bằng một là các em tìm y không, hai là các em tìm pha. Sau đó thì chúng ta sẽ có so sánh mối tương quan cho các đáp án này. Đấy là một trong cách làm trắc nghiệm. Thì cô nghĩ là một trong hai đáp án C và D sẽ là đáp án chính xác vì chúng tương đối là giống nhau. Nếu không thì các bạn có thể tìm pha để loại trừ hai luôn nếu như là đúng. Như vậy thì cô và các bạn sẽ cùng đi giải chi tiết bài tập số 12 như sau. Ở đây cô đã tóm tắt lại đề bài và vẽ sơ đồ mạch. Các bạn có mạch gồm R bằng 40 ohm, 1 trên omega C bằng 30 ohm. 1 trên omega C thì chính là ZC của cô và các bạn. Omega L của chúng ta thì chính là ZL. Như vậy chúng ta biết R, ZC, ZL và biểu thức U. Chúng ta cần tính Y. Phương pháp để viết biểu thức của một đại lượng bất kỳ thì chúng ta cần xác định được giá trị y không và giá trị pha. Để tìm được y không thì chúng ta cần xác định được giá trị z và tìm pha thì chúng ta cũng cần xác định các giá trị cảm kháng, dung kháng và r. Như vậy cô có đầu tiên z sẽ bằng r bình cộng zl trừ zc tất cả bình, cô thay số và được 40 bình phương cộng 30 bình trừ đi 30 bình bằng 0 và bạn này bằng 40 ohm. Các bạn có nhận ra điều gì đặc biệt không? ZL bằng ZC suy ra cộng hưởng điện. Đến đây chúng ta có thể suy ra luôn. Đó là Y0 bằng U0 chia Z và bằng 120 căn 2 chia 40 và bằng 3 căn 2 ampe. Khi cộng hưởng điện thì chúng ta có U và Y cùng pha, như vậy tương ứng tan phi bằng 0, phi U sẽ bằng phi Y. Như vậy các bạn suy ra luôn biểu thức Y cùng với cô là 3 căn 2 cốt 100 bt. Như vậy, cô và các bạn nhìn lại đáp án. Lúc nãy như cô và các bạn phân tích thì chúng ta thấy ZL và ZC bằng 30 ohm. Như vậy chúng ta có thể loại trừ A và B, chỉ còn B, C và D. Xong đó chúng ta sẽ đi tìm giá trị Y bằng cách nhẩm nhanh lấy U0 chia cho R. Vì khi cộng hưởng điện thì giá trị cường độ dòng điện sẽ cực đại và bằng U0 chia cho R sẽ ra Y0. Như vậy đáp án đúng cuối cùng là đáp án D. Cô và các bạn cùng chọn đáp án. Chúng ta có chọn đáp án D là đáp án đúng cuối cùng. Như vậy bài tập số 12 đến đây là kết thúc.